Thưa quý vị, rác thải ở vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu hiện đang quá tải. Nguyên nhân chính là do một bộ phận người dân còn thói quen vứt rác thải không đúng nơi quy định. Trước thực tế trên, từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành liên quan trao hàng trăm thùng chứa rác hữu cơ ủ phân compost cho hội viên nông dân. Qua đó đã góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường. Bên cạnh đó cũng tận dụng được nguồn phân sau khi ủ để bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm được chi phí trong trồng trọt. Việc trao thùng chứa rác hữu cơ ủ phân compost cho hội viên nông dân, một mặt để hội dân có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải, mặt khác có thể tận dụng và tái chế rác thành các sản phẩm khác phục vụ cho con người. Bà Nguyễn Thị Hằng ở ấp 22 xã Phong Thành A, thị xã Gia Rai, vui mừng vì sau một thời gian ủ rác hữu cơ đã cho ra thành phẩm là phân compost. Mặc dù thời gian đầu ủ phân chưa đạt nhiều, song với số lượng phân bón này đã giúp gia đình bà tiết kiệm được một khoản chi phí mua phân bón cho rau màu. Mặt khác, bà tận dụng tất cả rác thải hữu cơ trong sinh hoạt và thu gom cây lá xung quanh nhà để ủ phân, từ đó không còn tình trạng phải đào hố chôn rác thải như trước. Theo như hồi đó thì không có cái thùng á, thì tôi ủ rác là bằng góc này góc kia. Bây giờ có cái thùng đó gọi là tôi thấy nó có hiệu quả hơn. Đó, trước hết á, thì cái phân á, thì nó rất tốt, mình trồng đồ cho nó phát triển. Đó, thì tôi thấy là cái thùng đó là nó có hiệu quả đó. Mình trồng đồ là nó cũng rất tốt, bị cái phân này là phân lá cây, lá này kia nọ nó tốt. Đó, thành thử ra thì tôi rất thích là cái thùng này để trồng cho nó sau này nó đạt cái hiệu quả hơn nữa. Trước kia thì là nhân dân trong xã đa số là xử lý rác bằng cách là đào hố xử lý rác rồi đốt rồi đem đi phân hủy hoặc là đem đi trồng cây. Sau này thì là họ sử dụng cái thùng ủ rác đó, là họ sử dụng để ủ rác hữu cơ. Rồi họ phân loại xong rồi họ ủ rác xong rồi họ khi quay mục thì họ sẽ sử dụng phân để làm để trồng rau màu. Như là họ của cô mà Đặng Văn Chiến ở đây thì cô đã sử dụng cái hũ thùng ủ rác rất là thành công. Trên cơ sở đó thì hội nông dân xã của chúng tôi thì sẽ nhân rộng ra nhiều hộ khác nữa. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, tổng lượng chất thải rắn đô thị phát sinh trên 160.000 tấn một ngày. Số lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom khoảng trên 147 tấn một ngày, chiếm tỷ lệ gần 90%. Bên cạnh đó, khu vực nông thôn, lượng rác thải được thu gom và xử lý đạt tỷ lệ thấp, chỉ thu gom được ở các tuyến đường lớn. Ở khu vực còn lại gặp khó khăn trong công tác thu gom, nên một số hộ gia đình thực hiện mô hình ủ rác thành phân compost hoặc xử lý bằng cách đốt thủ công. Còn lại thu gom đổ đống sau giường hoặc thải xuống sông kênh rạch gây ô nhiễm môi trường. Phân compost từ rác hữu cơ rất có lợi cho hoa màu và góp phần hạn chế rác thải ra môi trường. Song một số người dân chưa thực hiện đúng cách ủ rác thành phân compost và sử dụng sai mục đích thùng ủ rác do hội nông dân trao tặng. Vì vậy, để tránh tình trạng lãng phí, đồng thời phát huy được mục đích ý nghĩa của việc trao thùng chứa rác cho hộ dân, hội nông dân tỉnh phải có biện pháp hiệu quả hơn để tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân. Để mà tạo cái sức lan tỏa mà để cho nó rộng rãi hơn nữa trong cái mà nông dân á, thì tại các cái buổi tập huấn cũng như các cái buổi hội họp á, thì cán bộ môi trường cũng như cán bộ của hội, các ban của hội đã tuyên truyền rồi vận động người nông dân mà được cái hỗ trợ cái thùng này nè, mà chúng ta phải sử dụng đúng mục đích đó và luôn đó là như là thấy được là tuyên truyền cho người dân thấy được cái hiệu quả của sử dụng cái thùng này. Rồi cán bộ cũng giao cho cán bộ của cơ sở cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở hội viên nông dân chúng ta là phải cố gắng là coi như là thực hiện đúng các cái hướng dẫn của các ngành chức năng cũng như sở tài nguyên, cán bộ sở tài nguyên môi trường trong các cái đợt tập huấn mà khi mà trao tặng thùng cho bà con. Chính từ đó thì tới đây thì hội cũng có các cái đợt tập huấn ở cơ sở thì cũng tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ nông dân chúng ta là thấy được cái tính hiệu quả thiết thực của cái dự án mà sử dụng cái thùng để làm phân compost này. Thực hiện mô hình xử lý phân compost là một động thái tích cực phù hợp với việc hướng đến một nền nông nghiệp sạch và an toàn đối với sức khỏe con người, qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân bảo vệ môi trường sống. Đặc biệt trước tình trạng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng gay gắt đến cuộc sống nói chung, thì việc tìm ra những biện pháp cải thiện môi trường sống, trong đó có việc xử lý rác thành phân bón hữu cơ,
đang là nhu cầu cần thiết hiện nay. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.